Cái máy của ông là đúng như tem mác đâu. Cái máy đo nồng độ cồn à. Anh là ai? Tôi đang hỏi anh á. Tôi đang hỏi anh đó. Xin lỗi gì? Anh làm gì? Tôi xin lỗi anh muốn nhắc xác ngoài không xíu vào cái công việc của người ta. Tại sao tôi phải nghe anh? Tôi yêu cầu anh mặc chưa đúng điều lệnh công an đâu nhá. Cái đó là chuyện của tôi. À, cái chuyện đó của anh là anh sẽ có ăn đơn, có đơn. Xin lỗi, làm giùm cái. Nhưng mà nè, anh có giám sát anh ở nước ngoài, không được xíu vào công việc của tôi. Tôi á thì anh kiện tôi đi nhá. Ừ? Anh kiện tôi đi. Tất nhiên cái đó sẽ có. Anh cứ kiện tôi đi. Còn các anh á cứ làm đúng trách nhiệm và đúng pháp luật. Đúng trách nhiệm các con đi. À. Rồi, còn mặc quần áo á là chưa đúng điều lệnh công an nhân dân nhá. Đó là cái bộ phận giám sát của tôi. À. Không phải là luật dành cho các ông nhá. Điều lệnh của tôi. À. Anh kiểm tra, anh không để tôi gắt kiểm tra điều lệnh của tôi. Anh ăn mặc chưa đúng và hai nữa lời lẽ đối với người dân là chưa đúng nhá. Thì tôi là người dân, tôi giám sát, tôi có quyền nói những cái gì anh chưa đúng. Kiểm tra điều lệnh của tôi. Tôi sẽ có đơn cho anh. Còn nếu mà tổ công tác nào mà chưa làm việc thì lúc đó tôi sẽ có đơn, nghe chưa? À, không phải kiến nghị mà nó sẽ có đơn. Đừng có nói kiến nghị. Mà đơn là tố cáo luôn á. Còn ông tên gì? Ông cho tôi xem tên biệt tên. Đi làm không có dấu. Nguyễn Thanh Trường 281721. Ok. Đội cảnh sát An Sương thuộc công an thành phố Hồ Chí Minh. Trời ơi, đội An Sương á. Ông làm cái gì? Ông đặt cái máy vào người tôi vậy. Ủa? Ông đưa cái mặt gì vô? Ủa? Sao lại? Ủa? Tôi sử dụng hình ảnh này. Anh kiếm chuyện người ta. Để khi mà anh có hình ảnh anh gây bất lợi cho tôi thì tôi phản bác lại anh chứ. Ủa? Nhưng mà tại sao lại nghe sao anh lại dí vào mặt tôi? Anh giám sát hay là anh là kiếp chỉ người ta? Tôi nói cho anh nghe này. Anh là công an, anh chỉ được sử dụng những cái máy liên quan đến biện pháp nghiệp vụ thôi. À, ở đây còn anh không được sử dụng cái điện thoại cá nhân nhá. Ở đây phòng cho phép. À, phòng cho phép. Phòng cho phép. Anh nói là phòng cho phép đúng không? Tôi nói. À, ok. Rồi, của anh này. Anh xác nhận nè. Anh gì nè? Anh Trường đúng không? Anh nói là anh xác áo của tôi anh không được quyền. Anh nói là anh là phòng cho phép được sử dụng điện thoại đúng không? Chính xác. Rồi, ok. Chính xác. Anh sẽ có đơn. Đơn gì anh? Đó. Đơn gì anh? Đơn. Đơn gì tố cáo về những cái việc làm hôm nay của anh. Tôi hỏi anh là chuyên đề anh làm việc đâu? Xin lỗi là có công khai trên cổng điện tử. À, công khai điện tử anh chỉ giúp tôi cái. Cổng điện tử, anh lên mạng. Anh chỉ giúp tôi cái. Bây giờ bạn vào chỗ nào? Bây giờ tôi hỏi anh vào chỗ nào? Bây giờ tôi hỏi anh vào chỗ nào? Niêm yết ở cơ quan. Tôi chỉ trả lời vậy thôi. Bây giờ niêm yết cơ quan, tôi đi theo anh về cơ quan xem có chuyên đề không? Nè, anh em sẽ anh muốn gì đi coi chứ mất người anh cứ dẫn anh về. Tôi phải kiểm chứng những cái lời nói của anh có đúng anh hay không, có công khai minh bạch không, minh bạch hay không. Cơ quan mấy lần rồi bà, bị đuổi ra mấy lần rồi. À đấy đấy, đây, đấy, anh Hưng, hôm nay các bạn nhớ nhá. Lãnh đạo bộ công an nghe nhá, bị đuổi khi vào cơ quan làm việc nhá. Đó, đấy, các ông nghe đó, mấy ông lãnh đạo nhá. Vì anh không có nhiệm vụ, tại sao lại gọi là không có nhiệm vụ? Nói này cho em. Chứ thế nào là không chấp hành là sai? Em vô đây em không có lỗi gì nhưng mà mấy anh kêu vô em vẫn chấp hành. À thì em chấp hành đó là việc của em. Mà anh không chấp hành là anh sai đâu. Anh không chấp hành chỗ nào em cho chỗ nào là anh không chấp hành. Tại sao anh kể lý làm gì? Kể lý làm gì? Ờ, anh chấp hành đi. Ủa? Em có biết pháp luật không? Kể lý làm gì? Em có biết pháp luật cho phép cái gì không? Đúng. Một người công an nhân dân mà bị đuổi là kêu pháp luật. Người ta kiểm tra thì anh không chấp hành là anh sai. Pháp luật em biết nó cho phép cái gì không? Giám sát đứng lên là anh. Vô trong kia đứng à. Giờ mấy anh đang giám sát, mà không chấp hành là sai. Tôi chỉ làm những cái gì pháp luật cho phép. Còn nếu tôi làm sai pháp luật nhá, là có cơ quan pháp luật nó tự làm việc. Đấy chưa? Giám sát nhưng mà đứng ngoài, đừng có chỉ vô chuyện của người ta làm. Người ta làm sai có bộ phận giám sát người ta. Những người không biết pháp luật, tôi được quyền hỏi và trách nhiệm anh phải trả lời. Anh làm như ai cũng như anh nè. Người ta không biết pháp luật, sao ta biết mà không biết pháp luật? Tôi làm sao? Sai có pháp luật dạ. Xử lý thôi. Dạ con. Anh có quyền và nghĩa vụ. Con xin phép chú nha. Dạ. Con nhỏ tuổi hơn chú nhưng mà con vẫn chấp hành. Anh nói cho em nghe nè, không cần phải xưng con mấy chú ở đây. Anh nói cho chú nè. Tuổi mà con vẫn chấp hành. À. Con chấp hành. Con chấp hành để cái gì? Để một nhà nước văn minh và lịch sự. Đúng. Con không cần phải quay video làm gì đăng lên mạng làm gì. Cái chuyện đó là chuyện của em nha. Follow. Ok, không sao cả. Lấy cái follow. Dạ. Lấy cái follow.
Được, cái chuyện mà lấy tiền hay không á thì rồi các anh sẽ thấy nha. Ừ. Thế anh là công an mà anh đang trả treo với tôi đấy. Đúng rồi, công an. Anh đang trả treo với tôi đấy. Ủa anh là cái gì mà trả treo? Ồ từ nãy giờ anh đang trả treo với tôi đấy. Tôi không bằng tôi trả treo. À. Anh nói chuyện sai rồi. Tôi nói các bạn nhìn thấy không? Thái độ riêng làm việc. Cái thái độ là phải coi thái độ của anh đó. Anh giám sát, anh có quyền và nghĩa vụ giám sát anh, nhưng anh đừng có chỉ cho công việc của người khác. Tôi nói thẳng ngoài nha. Anh hãy đứng anh kia nè. Anh có quyền giám sát, quyền và nghĩa vụ của anh là anh có. Anh có biết là khi anh tiếp công dân là phải như thế nào không? Biết tôi mới nói chuyện với anh. Anh có biết quyền tiếp công dân không? Tôi biết tôi nói chuyện với anh. Tôi là một công dân và tôi đang nói chuyện với anh. Anh phải có quyền và nghĩa vụ để tiếp công dân. Anh lạm dụng quyền. Sao lại là lạm dụng? Khi pháp luật cho phép thì tôi được quyền làm. Nói như thế thôi. Nhưng mà sự pháp luật cho phép là mình quay cá nhân người khác, trừ khi người khác đồng ý mình mới được quyền quay. Anh bây giờ anh quay, anh quay tóc lắm. Anh đâu có quay em đâu. Anh đâu có quay em đâu. Anh chấp hành đi, anh chấp hành đi. Đối với lực lượng chức năng anh không cần phải xin phép, nhưng mà lực lượng chức năng làm việc mà quay hình ảnh của anh phải xin phép anh. Có biết không? Tôi đang lấy tư liệu. Khi mà dùng tư liệu chỉ được dùng như những máy mà của công an là bộ công an cấp như máy đó, em hiểu chưa? Đứng xa ra, em có hiểu là cái máy đó không? Em đứng ra xa đó. Đó. Cái này là không phải là, cái này là điện thoại cá nhân, em hiểu chưa? Giám sát thì em không hề biết rồi. Được cái luật nó quy định nên đừng có nói vậy. Anh hiểu bài luật ngoài kia kìa. Anh hiểu bài luật không, anh nói luật. Giám sát đứng ngoài kia kìa. Anh hiểu bài luật. Anh nói cho em này, anh nói ở đây tất cả những người này không trả lời được anh, đừng có nói chuyện đến em hỏi. Không, em bị đuổi khỏi nhà, đã vi phạm pháp luật mới bị đuổi. Nhưng mà bây giờ mình nói chuyện với pháp luật sao được? Bây giờ tôi đang hỏi anh, bây giờ nếu mà anh là một người công khai minh bạch và anh trả lời cho tôi, có 5 kênh để cho người khác xem chuyên đề, đúng không? Thì bây giờ tôi hỏi anh là bây giờ chuyên đề trên mạng mình có chứ không phải gì hết. Trên mạng bây giờ anh đừng có lắt léo tôi. Anh đừng có nói là chuyện trên mạng. Bây giờ sai rồi, anh không phải là cha tôi đâu mà anh chửi tôi lắt léo. Ô tại sao lại kêu gọi là cha với đẻ ở đây? Chứ anh nói gì lắt léo? Anh không quyền chửi tôi lắt léo. Tại vì các anh làm nó không đúng. Thứ nhất là trả treo hay lắt léo, chỉ có cha mẹ tôi mới chửi tôi trả treo. Tại cha mẹ tôi. Lỗi à. Anh nói hơi đụng chạm về vấn đề riêng tư. Đúng rồi, trả treo là trả treo nào? Anh đâu phải cha tôi đâu mà nói vậy. Nè, nói nghe nè. Tôi trả treo là trả treo. Mình đã từng là một người công an, đúng không? Trả treo với anh là cái gì vi phạm? Nếu mà một cái trường hợp của một người công an nếu mà đủ tư cách, anh sẽ nói chuyện với một người trong ngành là đủ tư cách, là còn những người không đủ tư cách mới ra khỏi ngành. Đó, đúng rồi. Về cái tư cách nói chuyện như vậy là anh cũng không đủ tư cách để nói chuyện với tôi nữa. Tôi nói với anh đấy. Hôm nay anh còn mặc nhưng không có nghĩa là ngày mai có khi anh còn mặc áo sọc ấy. Nghe chưa? Ở đây làm gì phải mặc áo sọc? Cái điều đó là không ai nói trước được nha. Điều đó là chưa chắc đâu nha. Không có áo chacaro đi à. Nên nhớ Trần Việt Tân với lại ông Thành là không cần biết. Nên nhớ là khi còn đang ngồi là vẫn là tưởng là mình to, nhưng ở đây cũng có ngày đó là phải mặc áo sọc thôi. Thì khi nào các anh cứ làm đúng đi rồi thằng nói. Nhiên đang làm đúng rồi. Thái độ của anh ấy mặc điều lệnh còn sai mà anh còn đang bảo là anh kêu đúng ở chỗ nào? Anh đúng ở chỗ nào? Anh Đạt ơi, tôi không có nạt ai cả. Đây là tôi đang nói về những cái sai của anh thôi. Anh là người giám sát, anh Đạt ơi. Cái tư cách của anh mà anh chưa làm đúng. Đảng nhà nước công nhận tôi còn đang trong ngành. Tôi còn đang trong ngành. Thế là anh lợi dụng từ cái đảng nhà nước còn đang tạm thời là công nhận anh. Để anh làm sai à? Câu đó anh tự nói. À? Câu đó anh tự để nói. Anh đang làm sai à? Để cho người ta tự à. Người ta tự nói nha. Câu đó anh tự nói không ai nói chưa. Câu đó anh tự nói nãy giờ nhục cái mặt sự. Nhục sự. Ủa? Em có biết là như thế này có đúng điều lệnh hay không? Anh biết anh. Em có biết điều lệnh công an như nào không? Anh đang vi phạm không phải là luật giao thông không? Anh biết là anh đang vi phạm không phải luật giao thông, mà anh đang vi phạm là xúc phạm danh dự người khác. Đâu? Thế nào là như nào là danh dự người khác? Đâu? Anh xúc phạm đâu? Em bảo em chứng minh cho anh là danh dự người ta như thế nào để anh xúc phạm. Danh dự người ta, người nào cũng có danh dự. Hả? Từ nhà trẻ lớn bé cái gì cũng có danh dự hết. Ừ. Đúng không? Mà thế bây giờ em nói bảo anh phải như thế nào là anh xúc phạm danh dự người khác? Anh nói người khác không ra gì hết. Ủa khác gì đâu anh đang xúc phạm danh dự người khác. Anh nói cho em nghe nè. Cái đó có tội nha anh. Cái đó có tội nha anh. Có tội thì anh đang bảo mấy ông này đi thưa anh đi nè. Thưa anh làm gì? Sao lại thưa làm gì? Ủa? Tôi nói anh nghe là không lẽ là mà chấp nhận với dân hả?
chấp nhận với dân làm gì? Người ta sống vì dân chứ đâu có thể nào mà chấp nhận với dân. Nếu mà vì dân á. Ok. Rồi anh không nói chuyện với em. Không, anh không nói chuyện với em hiểu không? Anh không học về luật, anh đừng nói chuyện về luật. À đúng rồi. Dạ. Rồi ok. Anh nói nữa đi. Bởi vì người đó không đủ để chúng tôi phải nói chuyện. Tôi chỉ nói chuyện với người có lực, có trách chức, trách nhiệm vụ. Nếu mà tôi không chấp hành, kêu lực lượng chức năng đến đây đưa tôi về. Ủa nãy giờ sao anh có cửa yêu hả? Anh hỏi đi. Anh hỏi đi. Em nãy giờ em chấp hành rồi. Còn anh chưa chấp hành. Mà nãy giờ anh cũng ngoan cố mà chống đối chưa chấp hành. Ngoan cố như thế nào? Đơn giản. Anh thấy không? Nãy giờ ông ngoan cố mà chống đối chưa chấp hành. Anh nói em nghe nè. Cái anh này hồi xưa là đại quý. Dạ. Làm chạy giam mà không biết tự vấn đề gì kỷ luật tuổi ra khỏi ngành. Ờ, tuổi lắm khỏi ngành. Ờ, làm là mất cái danh dự công an nhân dân rồi. Cái nhục. Ừ, giờ ra nói tư cách người công an. Em xin lỗi. Dựa trên pháp luật. Không, anh nói với em này không có cái gì đâu mà anh xin lỗi. Là một người bảo vệ pháp luật. Tôi nói với anh nè. Anh đã từng vi phạm, anh bị kỷ luật và anh đuổi ra khỏi ngành thì được. Sao anh bảo vệ pháp luật? Ngày xưa tôi chỉ là bây giờ xin hỏi ra nếu mà lấy một cái phiếu bầu và một cái phiếu thăm dò người dân, bao nhiêu người để có cái nhìn nhận phải không? Người dân bầu anh lên không phải để anh đó. Phục xuống và anh làm. Mình đã bị mất cái tư cách người công an nhân dân rồi. Mình không thể nào mà mình bảo vệ pháp luật. Người được. Ta bầu anh mà mình kêu bảo vệ pháp luật. Anh thể ngược lại là anh thành một người bầu. Anh để một người vi phạm cắt nè. Cắt gì đâu. Anh để một người vi phạm nè. Cắt gì đâu. Rồi sao? Nói vậy mà anh còn nghe được. Nói thế nào? Đứng đây. Anh bảo bây giờ tôi làm những cái gì pháp luật cho phép. Nếu tôi làm sai anh kêu cơ quan chức năng xuống đây. Bởi vì đang có clip ở đây. Anh hơi nói nghe á, vì giám sát anh là đứng ngoài. Đứng ngoài kìa. Đứng ngoài giám sát, anh hơi nói nghe rồi đó. Giám sát đứng ngoài á. Tôi làm nếu mà trong cái phạm vi. Nếu mà tôi sai. Anh kêu cơ quan chức năng vô đây. Đây nè, anh đang nói ngang đó. Anh mang cơ quan chức năng đến đây đưa tôi về. Ngang rồi. Sao lại ngang? Anh đang là tôi đang chấp hành pháp luật. Anh chấp hành pháp luật đi. Đứng ngoài giám sát Minh. Đừng có xí vô. Tôi có trong hiến pháp. Trong hiến pháp là yêu cầu anh đứng ngoài giám sát. Đứng ngoài kia giám sát này. Chỉ mỏ vô cái chuyện của người ta. Anh nói thế nào là chỉ mỏ, anh nói lại giúp tôi cái. Không phải chỉ mỏ vô chuyện người ta. Anh nói là sao nào là chỉ mỏ. Là chỉ vô chuyện người ta đó. Cái đó anh nói anh này được nè. Anh là người giám sát. Đó, người ta giám sát đứng ra ngoài kia nè. Phải chấp hành. Người ta đang yêu cầu mà. Nhà nước đã yêu cầu. Tại sao không chấp hành? Nhà nước nào yêu cầu? Nhà nước nào yêu cầu công an là gì? Là sao? Thay mặt. Thay mặt là sao? Thay mặt là muốn làm gì là làm hả? Làm nghĩa vụ. Nên là anh không có nói chuyện với em bởi vì em không để đủ hiểu biết để nói chuyện với anh. Anh biết về luật mà. Tại sao mấy câu trước anh không cãi lại được em vậy? Tại vì anh không muốn nói chuyện với em hiểu không? Chứ với anh không nói lại được hả? Nếu mà nói chuyện anh cần là ra tòa hay là cần gặp những người mà đủ... Đơn giản để anh nói chuyện tuổi em. Anh lớn hơn tuổi em mà nhiều câu em nói anh cần phải suy nghĩ thì suy nghĩ làm sao? Đến ngay cả cái quyền của con người của em được làm gì em còn chưa biết. Chưa chắc đâu anh. À chưa chắc. Anh có nói gì đâu. Bởi tại em nói anh đâu dám cãi lại đâu. Cãi được đâu mẹ. Quay phim kìa. Đó. Không được nói bây giờ mà mấy anh làm việc đi. Tại anh á. Mà tại sao là mấy anh không làm việc nữa? Tại anh. Tại sao lại tại anh? Tại anh quay phim bây giờ anh không chấp hành. Tôi bây giờ là các anh làm nhiệm vụ công khai minh bạch anh cứ làm việc. Nè, tại nè. Sao anh không anh, làm việc? Anh lấy áo tôi mặc. Tại sao là tôi đứng đây anh không làm việc nữa? Ủa đang xử lý anh này anh vô chạy ngang. Ồ. Anh chẻ cái điện thoại tôi mặc người ta. Anh phải đứng ngoài kia à? Giám sát đứng ngoài kia. Cái việc của anh nếu mà làm đúng thì mọi người công nhận và ghi nhận những cái việc anh làm. Tại sao anh cứ phải đuổi tôi? Anh đứng ngoài không có đuổi anh đứng tại sao anh phải đuổi tôi? Tôi ra kia là lấn chiếm lòng lề đường. Tôi ra kia là đứng lấn chiếm lòng lề đường. Anh giám sát là quan gân như đứng ở đây nè. Anh đừng có xí cho chuyện người ta xử lý. Cách xa 2 mét. Tôi xem nếu những cái việc anh làm mà nó cách xa 2 mét ra ngoài kia đứng nè. Đúng và sai là tôi có quyền được góp ý. Ừ, nhưng mà anh giám sát chứ anh nói bảo là tôi chia mỏ mới là tôi nói này kia là anh nói sai đấy. Là anh nói sai đấy. Anh cứ đứng ngoài kia anh quay anh muốn nói gì nhưng mà bây giờ anh chưa chấp hành. Anh chưa chấp hành. Hồi nãy giờ tôi yêu cầu anh đàng hoàng là anh đứng ngoài kia anh giám sát. Tôi làm việc anh này xong anh muốn có vấn đề gì anh nói. Anh cứ làm việc đi. Rồi vậy em mời anh đứng ngoài kia. Thì anh cứ làm việc đi. Tại sao là anh cứ phải đuổi tôi đi?
Mời anh đứng ra ngoài kia kìa. Mời anh đứng xa ra ngoài kia kìa. Đứng giám sát đứng ở đâu? Cái chuyện tôi đứng ở đâu tôi làm gì đó là quyền cá nhân của tôi. Pháp luật có pháp luật anh à. Tôi đâu có quyền của tôi. Quyền giám sát anh có nhưng nghĩa vụ giám sát. Em nhắc anh câu nè. Em nhỏ tuổi nhưng mà em nhắc anh câu nè. Nãy giờ anh không chấp hành pháp luật. Thì không chấp nhận, anh không chấp hành thì có cơ quan pháp luật để xử lý anh. Sao lại ngang? Tôi làm sai có pháp luật xử lý tôi. Vậy chẳng lẽ đợi pháp luật xử lý hả? Alo. Ờ, ngay tư 3 điểm. Ờ. Vâng. Muốn giám sát cái đứng ngoài kia. Vâng, vâng, đang đứng đây. Bên đâu vậy? Bên đây làm luôn đi. Bản em. Rồi thấy bản em làm. Ồ, có kiểm tra nồng độ cồn, có phiếu đo, lúc nãy nói có phiếu đo mà sao bây giờ lại nhắc nhở? Sao lại các ông lại có lại nhắc nhở? Ôi giời. Thôi 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 được rồi. À ok, quyền hạn anh tức là tôi có quyền nhắc nhở cho đi được không? À tức là có nồng độ cồn vẫn nhắc nhở được. Ok 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 ok. Sai à, sai. Tôi hay quá rồi. Ok, cảm ơn anh Trường. Ok. Tôi rất là cảm ơn anh. Con xin lỗi chú nha, con gửi khẩu trang xuống để không lây bệnh Covid nha. Thật sự, chú nói nãy giờ, chú đang xúc phạm con. Sao? Con chấp hành. Con chấp hành. Chú con bảo là chú xúc phạm con. Chú xa con. Đừng có đẩy ra, đừng có đẩy, đừng có thò tay đẩy. Mình không lây Covid nha, đúng không? Chú đang xúc phạm con cái này nè. Con chấp hành. Con không có. Tại sao chú lại nói con? Quyền hạn người cảnh sát có. Alo. Ngã tư Bà Điểm cái chỗ mà điện máy xanh siêu thị đây. Không, con không đi được đâu. Cái chỗ mà vợ chồng cái ông mà. Alo. Làm gì việc gì phải chốt? À, hình sự nó kể nó chứ. Hình sự thì kể nó. Không có quan trọng. Không có quan trọng. Con xin phép chú nha. Nãy giờ con là người chấp hành, nhưng mà thật sự chú là người không chấp hành. Nãy giờ tốt 30 phút rồi cho những chú công an đứng đây. Biết bao nhiêu người không thể nóng đi qua rồi. Do chú á. Do chú á. Sao lại do chú? Ủa, tại sao chú bây giờ chú làm khó chú ở đây? Ồ. Nếu mà làm việc một cách công khai minh bạch thì cứ thế làm thôi. Thế tại sao lại không làm việc nữa? Công khai minh bạch. Thế tại sao không làm việc nữa? Nhưng chú, đúng không? Con tới đây vấn đề sẽ nổi. Mà cái ông bây giờ ông kia ông nói là đã kiểm tra nồng độ cồn, có nồng độ cồn nhưng ông bây giờ ông không thích làm nữa. Ông là có quyền tha, ông có quyền nhắc nhở. Ok. Cái đó chú nói à? Mấy chú này không nói. Cái đấy là không quan trọng. Quan trọng ở trong này đang còn. Quan trọng ở trong này. Bây giờ ông lại đang nói là kêu không có nồng độ cồn. Nhưng lúc nãy là tôi hỏi anh này, anh nói là có nồng độ cồn. Và anh ấy nói là anh có quyền vì anh là công an. Thì anh có quyền anh được hơi loãng xíu vậy nè. Được tha, đúng không? Ok. Đó tha là mình nói. Ở đây là làm gì công khai đứng giữa dòng lộn. Tôi nói mà anh bây giờ là tất cả những cái có trong clip, có trong video đó là bằng chứng. Đó là bằng chứng. Tôi xin thưa là lãnh đạo Bộ Công an ông sếp này ông nói là ông sếp này ông nói là ông có quyền được nhắc nhở tha khi có nồng độ cồn. Đó, nồng độ cồn là ông vẫn có thể cho đi được. Ông thích bắt thì bắt mà không thích bắt thì thôi. Đó là quyền của ông, là ông là còn là người công an. Thấy chú Vương dưỡng tai nghe mắt con mới ở lại á. Không, chú mới có nghe cuộc gọi. Con ấy là một chiến sĩ công an hình sự đang được cài ở đây thôi. Nhưng mà chú không có quan trọng cái điều đó phải không? Ok. Chiến sĩ công an à. Con này một người dân thường. Nói chung là làm cái gì đó là cái vấn đề của hành. Đó là vấn đề của cháu. Con chấp hành còn hơn những người không chấp hành mà đang quay phim. Thế là tức là nói chung là chú là phải bỏ cái quyền của chú không có được quay phim đúng không?
À, thì chú đang nói, con đang nói như vậy. Nhưng mà tức là, đáng là chú là không nên quay phim đúng không? Chú chấp hành chưa? À, thế là bây giờ là chú là phải đập cái máy đi hay chú bỏ máy đi đúng không? À. Người quay phim là chú này nè. Còn chú đang là người bắt buộc phải chấp hành. Chấp hành điều gì? Người ta đang kiểm tra tài chính. À lộn lộn, người ta đang kiểm tra. Ủa? À, thì kiểm tra không? Cứ kiểm tra đi. Ủa? Kiểm tra, cứ kiểm tra đi. Bây giờ chú có chấp hành không? Kiểm tra chú này xong nè, rồi chó đi đó. À thì bây giờ là cháu muốn bảo là mấy người này kêu là kiểm tra chú đúng không? Dạ. À đấy, chú cháu, cháu nói bảo mấy chú kiểm tra chú đi. Ờ, bây giờ chú không chấp hành luôn. Em để chú không luôn. Em để thấy anh kiểm tra xong. Ông bảo đó đó, bây giờ ông kiểm tra tôi đi, tôi uống rượu rồi, ông kiểm tra tôi đi. Anh đứng đi bộ mà. Bây giờ lại kêu đi bộ hả? Vô từ biết giờ đâu. Sao mà bộ công an là nó lắm chuyên đề đấy, ngày nào có chuyên đề kiểm tra nồng độ cồn này. Tôi xin hỏi là mấy ông lãnh đạo là nồng độ cồn một tháng có bao nhiêu lần, có bao nhiêu chuyên đề mà sao mà kiểm tra lắm thế? Chú khỏi đừng quay, bây giờ chú không chấp hành á, chú quay lại. Mày đừng né ra, mày đừng có đẩy tao. Chú đẩy. Mày đang đụng người tao. Con đẩy chú á, con đẩy chú biết sao? Mày đang đụng người tao. Con không sợ lây cũng biết cho chú á. Ờ vậy thì em đứng sát chồng đi. À, tôi xin thưa là hôm nay là cái đội này không hề có kế hoạch và chuyên đề kiểm tra nồng độ cồn. À, tôi hỏi thì kêu là kiểm tra lên cổng thông tin mà coi. Đúng rồi anh. À, và tôi hỏi cổng thông tin ở đâu là không ai nói. Công bố báo chí rồi anh. À, công bố báo chí. Đó. Rồi. Anh cứ làm thoải mái. Tất nhiên. Cái nhiệm vụ của tôi phải làm thôi, tất nhiên. Tôi có quyền được tham gia và có ý kiến. Tôi có quyền ý kiến với cơ quan nhà nước và những người trực tiếp làm việc. Anh đang làm nhiệm vụ là anh có quyền, anh đang tiếp công dân. À, anh đang tiếp công dân. Tôi không phải là người vi phạm nhưng mà tôi có quyền được hỏi ý kiến. Đó. Có quyền được hỏi thì các anh có trách nhiệm phải trả lời công dân. Nhưng các anh nói là kêu mà tôi không được quyền hỏi là không đúng. Vậy thì luật sinh ra để làm gì? Ờ. Chú là ai? Chú là ai? Đi làm đây. Không, bây giờ chú mặc dân sự chú đến đây, chú hỏi là chú là ai thì cháu phải hỏi chú là ai. Không, tôi biết chắc là đây là lãnh đạo chứ không phải là người dân nha. Nhưng mà đến đây hỏi vậy, đang có hướng chỉ đạo anh thì là đó là một vị lãnh đạo, nhưng mà tôi vẫn tôn trọng, tôi hỏi chú là ai. Để tôi muốn biết được chú là ai. Dạ. À, em đang giám sát ở đây. À, em đang giám sát là anh em đây làm việc. Đó. Giám sát lực lượng chức năng ở đây làm việc. Ồ, tôi là một công dân. Pháp luật đâu có cấm tôi là không được giám sát đâu. Ồ, thế anh là ai? Anh là cái gì? Ồ, anh cũng đứng trước ở đây, được chưa? Ồ, này,
Này, anh đó là công an hay không, không biết. Nếu mà anh là dân bình thường, anh đẩy ai đấy? Tôi đẩy ông đấy. Tại sao anh đẩy tôi? Chỗ người ta làm việc lộn xộn, bảo này quấy gì. Đây các bạn nhá, tôi không biết là ông này là ai, không biết là, nhưng mà tôi biết chắc Lê là công an. Ai? Ông đừng có đụng vào người tôi. Sao? Ông đừng có đụng vào người tôi. Nó nói ông biết là thế. Còn tôi mà có vấn đề gì là mấy ông đây chịu trách nhiệm. Còn cho dù ông là lãnh đạo, ông không nói tên của ông thì những người này cũng phải chịu trách nhiệm ở đây. Đúng, đương nhiên. Tôi đang giám sát và các anh có hành vi hành động. Ông này đẩy tôi xuống. Chứ tôi không tự xuống, ông này đẩy tôi xuống. Anh ơi, có luật nào mà bắt kêu là tôi đứng sao không? Đấy. Anh đừng có đẩy tôi nha. Ô má, anh này, anh xô đẩy cái gì đó? Hả? Lại chim mà chứ thời. Thái độ các ông làm việc như vậy à? Để có thằng giang hồ nào đến đây, thằng côn đồ nào đến đây nó đẩy tôi. Thằng côn đồ nào đến đây đẩy tôi. Các ông phải có chịu trách nhiệm. Tôi không biết ông là ai. Ông nấy là. Ông đừng có đụng vào người tôi. Ông là mẹ giang hồ, thằng này ở đâu? Hả? Giang hồ ở đâu chỗ đây? Côn đồ nào đây? Phải đứng đây làm gì? Tôi đứng đây giám sát quyền công dân của tôi. Quyền công dân, ông mẹ đừng có mà vớ vẩn nhá. Vớ vẩn gì? Ông đẩy cái này. Ông là giang hồ ở đâu? Loại côn đồ nào ở đây? Công an không có cái loại người như ông nhá. Này xe nó ngột ngạt lắm. Ông tưởng ông thích ra đây ông côn đồ, ông làm cho bọn này à? Ông làm cho bọn này à? Nói chuyện này chỉ tụi em là chỉ đừng có chỉ bọn anh. Ông không đứa đâu bọn. Các ông là công an, các ông là công an đúng không? Ông phải giữ an toàn cho người dân. Ông để cho thằng côn đồ nó đẩy tôi à? Ông đang để cho thằng côn đồ nó đẩy tôi. Thằng côn đồ nào anh? Thằng côn đồ nó vừa đẩy tôi đây. Thằng này. Chỉ người ta chứ chỉ tôi là bọn. Nó vừa đẩy tôi. Chỉ tôi là bọn nào? Các ông là đồng bọn với nhau. Các ông thì được, sao như nhau được, anh nói chuyện sai rồi. Tại sao các ông không bảo vệ công dân? Ông này cũng giám sát như ông vậy. Tại sao ông không bảo vệ công dân? Đó là do ông làm ông bực á. Sao lại do? Do ông làm ông bực á. Nói chứ bọn là bọn nào? Tôi nói là các ông là đồng bọn đấy. Nói bọn là bọn sao? Tại sao các ông sử dụng côn đồ? Sử dụng côn nào? Thế không là vô đây là đẩy người làm gì? Nãy giờ tôi ở đây với anh làm gì anh nữa đấy. Tôi nói mà anh á, có clip đẩy người nhá, mà trong đây là tôi mấy cái clip là tôi chưa động tới anh. Sao lại chưa động? Tại sao tôi không ăn hồi nào? Ông này mà đẩy tôi có vấn đề thì ông phải là chịu trách nhiệm, bởi vì ông phải chịu trách nhiệm cho tính mạng. Tôi xe động hôm nay tôi chịu trách nhiệm với ông. Sao lại không chịu? À thế là ông là lãnh đạo hay là ông là côn đồ? Ông là công an hay là côn đồ? Giờ mày muốn cái gì? Ơ sao lại mày muốn cái gì? Hả? À? Sao lại mày muốn cái gì? Tôi không muốn cái gì cả. Tôi chỉ thực hiện cái quyền của tôi. Hả? À? Rồi, yêu cầu anh lên đây, người này, xe nó an toàn. À được, vậy, ok. Anh giám sát, anh làm gì là việc của anh. Còn đừng can thiệp việc người khác. Ồ, này. Anh đừng có quát nạt tôi. Ok, việc các anh làm cứ làm. Còn việc tôi làm tôi cứ làm. Cái tôi làm những cái gì? Tôi làm gì pháp luật? À đúng rồi. Tôi làm gì mà pháp luật cho phép? Và pháp luật không cấm. Tôi yêu cầu nó ngoài. Không, tôi không phải nghe anh. Tôi yêu cầu là thứ nhất. Cái chuyện đó là chuyện của anh. Tôi yêu cầu là thứ hai. Này đừng có đẩy nhá. Không đẩy nhá. Anh có chấp hành không? Ồ, tôi đứng đây đường nhà ông à? Tôi đang yêu cầu không phải đường của tôi, mà chúng tôi đang làm việc. Ồ, thì các anh cứ làm việc đi. Tôi yêu cầu anh ra ngoài. Ồ, thì bây giờ anh bảo tôi phải ra đâu? Rồi, đứng đây. Bây giờ anh bảo tôi ra đâu? Anh làm như làm, anh đứng đó. À, rồi. Ồ, tôi đang đứng ở đây, mà các anh đang đứng ở dưới đường mà. Tôi không cấm anh gì đó. À, rồi, ok, ok. Cảnh sát đang làm nhiệm vụ, tôi có quyền đứng ở đây. Còn tôi đứng ở đây làm việc của tôi, giờ tôi cho phép. Mình mất quyền ưu tiên rồi, mình không được đứng. Mình mất quyền ưu tiên rồi. Phẩm mình không có. À rồi. Các anh đang đứng cản trở an toàn giao thông. Chính bản thân các anh đó. Nếu tôi không sao cả. Thôi tôi đi.
À, nếu tôi cản trở cho thưa tôi đi. Chắc chắn tôi sẽ thưa thưa các anh. Tôi cảm ơn anh. Không cần phải cảm ơn. Đúng, đừng sợ gì đó. Đúng, chúng ta đều làm đúng. Đúng, còn mình ý thức của mình có. Anh lại đẩy tôi là sao? Anh lại đẩy tôi. Tôi cản trở anh. Chỗ người ta làm việc, giờ mấy ông muốn kiếm chuyện hay là muốn cái gì? Không, tôi không muốn kiếm chuyện. Không, tôi không hề kiếm chuyện. Ờ, tại sao lại đuổi tôi là đi chỗ khác là sao? Ở đây nhẹ nhàng nhá. À, bây giờ này, tôi cứ thích căng thẳng nếu mà cảm thấy ông là đang hạn chế hoặc là cấm quyền công dân của tôi. Đó. À, thế là tôi là mất quyền công dân à? Ông biết thế nào là quyền công dân không? Hả? Ông biết thế nào là khi nào mới mất quyền công dân không? Mất quyền công dân là gì hả? Anh biết thế nào là khi nào có mất quyền công dân không? Hả? Anh biết tôn trọng người khác không? Ô, thế tôi đang tôn trọng anh nhưng mà chính anh không tôn trọng tôi. Anh không đang tôn trọng tôi. Từ nay giờ anh xô vô, anh xô đẩy tôi. Anh nói chuyện tôi nhẹ nhàng á, thì tôi nói chuyện anh à, tôi còn nể anh. Nói cho nó đàng hoàng, ở đây chúng ta làm việc. Nhà không ai đêm hôm nay để ngủ giữa với mày. Mày nghe đó chưa? Còn mày tới đây để làm gì? Tôi đến đây là giám sát quyền công dân của tôi. Mày hết việc hả? Ô, tại sao lại hết việc? Mày làm cái gì mà phải giám sát? Khi nào tôi xem trách nhiệm và nhiệm vụ các anh làm có đúng pháp luật hay không? Không phải là cái việc của mày. Nghe chưa? Tôi là một công dân, tôi được quyền, tôi đóng thuế và các anh ăn lương trên đồng thuế của tôi. Mày đóng thuế cái gì? Mày có tiền đóng thuế không? Sao lại không? Mày làm cái gì đóng thuế ở đây? Sao lại không? Tôi đóng thuế cho nhà nước trả lương cho các anh. Mày làm cái gì mà đóng thuế? Này, sao lại kêu không làm gì? Làm gì? Tôi làm cái gì mà tốt? Đâu phải đóng thuế cho nhà nước là được. Đi lang thang này mày có tiền đóng thuế à? Ô, sao lại không? Cái trách nhiệm đóng thuế là tôi phải đóng thuế. Chứ anh đừng có nói là kêu bảo là tôi đi lang thang không phải đóng thuế. Anh nói chuyện buồn cười. Anh là một lãnh đạo, anh đã bao nhiêu năm trong ngành rồi mà anh lại mở miệng anh nói câu đó. Cái hôm mày cái này thì mày thuế đâu mày đóng? Thuế đâu mà đóng? Mày đóng thuế bằng cách nào? Thế bây giờ là theo anh là tôi phải đi ăn cướp về tôi mới có tiền đóng thuế à? Tôi làm sao là chính đáng và hợp pháp? Vậy mày ra đây quay phim, tụi bay hết trò, tụi bay muốn kiếm chuyện gì thế à? Ừ. Các anh cứ chờ đấy. Ồ, biển số giả thế tôi đi ngoài xong lấy. Anh không? Ôi anh giời. Ở đây sao lại không? Tôi đi ngoài đây. Tôi ngoài nữa đây. Ồ. Bây giờ là bà con thấy được cái bộ mặt thật của anh. Rồi. Mai tôi đi cho. Nhưng mà hôm nay là hôm nay làm dám không? Nhưng mà bây giờ tôi đang ở đây. Đó là việc của anh. Nhưng mà tôi đi ra đây là tôi không đi bằng xe. Tôi cho bà con thấy được cái con người của anh như thế nào. À rồi, ok. Nói chuyện ở đây những gì anh nói là tự người dân biết đánh giá. Tôi biết. Anh đừng có xô đẩy tôi. Ai? Các bạn nhìn nhá. Các bạn nào đây anh đưa ra. Người dân đi ra cho ghê. Hả? Đi ra đây. Chào lên ta. Tới đi anh. Đây có anh em tới rồi. Đúng vật anh. Như còn các anh mà cứ đẩy tôi như thái độ đẩy tôi như vậy là không có được đâu nha. À, người dân tôi nói mà anh á, tại sao là các anh lại phải đuổi tôi? Tôi không đuổi anh. Từ nãy giờ là ông kia. Anh làm sao? Không. Anh nói như vậy, tức là từ nãy giờ anh nói tôi lên là tôi vẫn lên. Nhưng ông kia, ông ấy. Ông kia là ai? Đó, cái ông đeo kính mặc dân tộc. Tôi nói đừng có nói là người dân, từ hôm nay là ông giao chỉ đạo của anh. Thế nếu mà không cũng là côn đồ. Côn đồ. Tại sao là côn đồ mà? Ai là côn đồ người ta biết, ai đâu là nó ta côn đồ, không có đâu. Nhưng anh chưa biết gì hết, người ta mà nói người ta là côn đồ. Nhưng cái hành động xô đẩy tôi và đuổi tôi đi, lý do? Ủa, bình thường người ta bình thường thấy anh bức xúc mà người ta nói không được hả? Lý do gì mà đến đây mà đẩy tôi? Gì đã nói với tôi? À, rồi, anh từ nay là ông tôi đòi giám sát anh luôn. Tôi yêu cầu anh đây là rồi, anh đứng đây là chạy nhanh không? Tôi đứng đây là chưa? Rồi anh này lên nè. Anh quay trực tiếp hết
bình thường thôi. Tôi làm đúng tôi sợ vậy đó. Rồi tôi gọi lên là tôi từ nay giờ tôi đang lên lề. Tôi không cần phải chấp hành theo cái mệnh lệnh của anh. Tôi nói cho anh biết là lúc này tôi đứng trên đó là ông kia ông đã đẩy tôi đúng không? Tôi đứng từ đây mà ông này ông đẩy tôi suốt từ nãy giờ. Tôi nói ở đây là rất nhiều máy để quay được lại, ghi lại hình ảnh chứ không phải là không. Còn các anh không có chối được đâu. Còn trách nhiệm của các anh á là phải chịu trách nhiệm về những cái hành động đó. Tôi nói cho anh biết là sử dụng côn đồ để gây áp lực và gây hoang mang cho người dân. À. Còn các anh nếu mà làm đúng thì việc gì các anh phải sợ. Tại sao là các anh phải đuổi? Đâu sợ ai đâu. Tại sao các anh phải đuổi tôi? Đâu tại sao phải phải ngồi cô? Anh đứng giám sát đứng ngoài được cái chuyện. Anh mời tôi vẫn đứng ở trên lề. Nhưng mà cái tự nhiên có cái thằng côn đồ đâu đến là xô đẩy tôi rồi. Rồi đánh tôi. À xúc phạm hay không thì trách nhiệm các anh phải chịu trách nhiệm cho những cái hành động đó đó. Anh tới đây là ở trong nghe mà kêu cách nhiệm gì anh? Ờ. Cách nhiệm gì? Sao lại không? Tôi còn đứng trên lề. Anh đang đứng trên lề. Ôi, bây giờ là tôi đang đứng trên lề hay là anh đứng dưới đường? Tôi là. Mà anh có còn kêu là trên lề bây giờ hay là anh bảo tôi phải đi đâu đó? Anh ở đây có quyền à? À, có quyền. Đó là. Có nè, quay nè, có cái bot cảnh sát giao thông. Alo. Nha. Dạ. Không được nói lên đây rồi. Không được nói lên đây rồi. Giờ bây giờ ông kiếm chuyện với tôi. Giờ bây giờ ông đừng có kiếm chuyện tôi. Đứng dưới đây. Tôi đứng dưới đây nãy giờ. Ai giờ ông ở đây. Ông mà ông nói là lễ bếp ở đây tất cả mọi người nhau. Dạ. 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 Cái chuyện hôm nay các anh thì đương nhiên là chắc chắn là tôi sẽ tố cáo cái đội của các anh rồi. Hồi nãy anh cho thưa, xin mời. Cái điều đó là điều đương nhiên. Anh không phải mời, tôi sẽ làm điều đó. Bên tôi nè. Rồi, ok. Còn anh nè, một con người phẩm chất đạo đức không có. Đúng. Anh lấy tư cách nào để nói tôi là phẩm chất đạo đức tôi không có, anh nói. Người công an không có. Người công an mà tướng tật nữa rồi sao nói còn tôi. Thế mà người dân nó ra đường nó có chửi là mẹ toàn thằng cướp không ở ngoài đường? À, tôi không có chửi anh, tôi đâu có chửi anh. Tôi nói là dân, tôi nói là dân ở ngoài dân đó, họ chửi là có mấy thằng cướp ở ngoài đường. À, còn tôi đây không ai nói chửi tôi. À, cái này nó không nói là về giá trị phẩm chất đạo đức của con người. À. Cái thứ hai nữa, người ta nói tục tịch là dẫn đến dân là lịch sự. Còn nếu người ta nói đúng theo người dân bình thường nói là đổ sang ngành đó. Ok. Người đổ sang ngành hả? Không, người ta là lịch sự trong quyết định là tước danh hiệu của anh dân. Lâu chưa? Đây có anh biết mà. Thôi không nói đâu, tôi chạm anh. Không, chuyện bình thường. Không, thì tôi nói không thật. Tôi đã nói với anh là cái chuyện đó là bình thường mà. Không phải là một mình anh nói. Người như thế nào? Tôi nói với anh là bây giờ là khoảng cỡ 20 triệu người dân biết là tôi bị tước quân tịch, bị tước danh hiệu, đó chuyện bình thường. Do vi phạm kỷ luật. Tôi có giấu đâu, tôi đăng tải, riêng báo chí chưa bao giờ đến giờ chưa bao giờ đăng một cái hình ảnh nào nói về tôi. Tất cả những cái đó đều do tôi công khai cả. Rồi đang đặt bên kia rồi, cái này quay sử dụng hình ảnh tư liệu mình nói. Thì mình cũng có căn cước công dân giống như người ta thôi. Người ta sử dụng mình được, mình sử dụng người ta được. Mình có căn cước công dân giống người ta mà. Anh thế là sai rồi nha, tôi nói cho anh à. Xin lỗi anh nè, tôi vẫn có quyền công dân giống như anh. Đúng rồi, nhưng trong khi làm việc anh không được sử dụng điện thoại cá nhân. Anh thì có thể được dùng các máy biện pháp nghiệp vụ để anh ghi lại hình ảnh. Rất nhiều rồi. Đó, đúng rồi, như cái đó. Nhưng cái này của anh là sai. Không, sai trong thương rồi đi.
À, đương nhiên là tôi sẽ thưa. Cái điều đó là điều chắc chắn. Ô thế bây giờ tôi đi thưa ở đâu? Tôi chắc chắn sẽ có đơn. Anh không phải nói điều đó. Ủa? Sao lại anh cứ phải thách thức tôi làm gì? Tôi nói là sẽ làm. Ôi giời, đương nhiên. Sao nói hoài mới thưa vậy? Sao lại không? Sẽ thưa. Có thưa không? Đấy. Tức là các bạn à, đây là mấy anh đây là đang thách thức. Không ai thách thức anh. Ok. Cái lời nói đó là sự thách thức, nhưng mà các bạn có thể tự đặt câu hỏi và tự nhìn là cái cách nói chuyện của các anh đấy là cảm thấy là tư cách của các anh như thế nào, các bạn tự đánh giá. Ok. Tôi ghi nhận. Các anh cứ làm đúng. Không có cần đi dặn ở đây, không có cần đi dặn anh. Thì, anh không có chức danh gì để ghi nhận cho tôi đó. Tôi nói là các anh làm đúng thì tôi ghi nhận, mà các anh không làm đúng á. Anh không có quyền không, gì để ghi nhận mà. Tôi ghi nhận, tôi là một người dân, tôi có cần ghi nhận. Ồ, anh không cần, nhưng mà anh tôi ghi nhận không ảnh hưởng tới đời sống của tôi mà, nó ghi nhận. Đúng. Tất nhiên là chả ai ảnh hưởng ai cả. Anh chả ảnh hưởng tôi chả ảnh hưởng ai. Tôi ghi nhận. Anh là cái gì phải ghi nhận? Tôi là một công dân. Tôi thấy cái việc anh làm nó đúng hay tốt. Ok, đó là chấp hành. Không nói tiền nó được. Ok. Tôi ghi nhận anh là trợ làm của lãnh đạo. Mấy đồ mới mà làm như con nó bị giám sát. Ghi nhận. Không phải tự làm đơn xin về mà là bị đuổi. Mà ghi nhận cái gì? Ghi nhận ai? Anh có tư cách gì ghi nhận ta? Ủa bị đuổi hả anh? Bị đuổi. Tôi công bố cái việc đấy, chả có gì không? Tự tôi đã công bố cái điều đó, tôi chả có gì mà phải xấu hổ cái điều đó. Cái nếu mà anh làm đúng thì tôi ghi nhận. Alo. Vâng. Đâu có gì đâu mà manh động anh. Dạ. Dạ, rồi, ok. Tôi chào anh quay tôi chào. Tôi coi clip nãy đường thấy bạn bị gạt chân gạt cẳng, tôi thấy nguy hiểm quá, tôi đang ngủ ở nhà, tôi mở gara lấy xe chạy lên đây ủng hộ bạn thôi. Thế là tôi lúc nãy anh lại nói kêu người chung một hồ một thuyền, thế từ nay là anh đưa một cái thằng côn đồ nó đến mà anh lại kêu quả. Thế tôi hỏi ai đưa thằng côn đồ tới, anh nói ai đưa thằng côn đồ tới? Cái ông nào đẩy tôi? Tôi không biết. Tại sao các anh không cản tôi? Anh nói tôi đưa người tới là anh tầm bậy á. Anh đang vu khống tôi á. Tôi đâu có nói là anh. Tôi không nói anh. Tôi nói là các anh. Các anh lại. Anh đây các anh lại. Tôi nói các anh. Còn anh nói. Tại sao là nếu mà. Tôi nói là tầm bậy á. Nếu mà không. Vu khống người khác á. Không. Tôi mọi họ danh dự nhân phẩm người khác. Còn anh có căn cứ anh nói. Thì anh cũng đang bôi nhọ danh. Danh dự người mà. Khác. Tôi nói đúng mà. À sao lại đúng ở chỗ nào? Tại sao là anh nói được là đúng còn lời tôi nói là không đúng? Mà trong khi đó là rõ ràng có hình ảnh có người đẩy tôi và chửi tôi đúng không? Tại sao là không? Tôi nói đúng không? Tôi không thừa nhận cái chuyện đó là đúng hay sai nha. Tôi nói anh còn anh nói. Còn cái chuyện là tôi kêu người côn đồ tới là anh tầm bậy á. Anh phát ngôn bừa bãi á. Thế tại sao có một người côn đồ đến đùn đẩy? Tại sao là các anh? Trách nhiệm của người công an là gì? Bảo vệ nhân dân. Bảo vệ nhân dân thì tôi có phải là nhân dân không? Anh có bị cái gì không? Tôi có phải nhân dân không? Anh có bị cái gì không? Có những hành động đẩy, xô đẩy. Đây là hành động gì? Vậy là gì? Bỏ đi. Wow. Anh đang vu khống người khác. Nãy giờ bảo tôi đã ghi hình rồi. Rồi. Còn vu khống người khác không được đâu. Còn con nít nó giải quyết mình nó lớn rồi. Mình không cần. Người lớn mà toàn là người lớn nhất thôi. Mà đây đâu ai nhỏ đâu. Đúng rồi. Mà đây mình người lớn hết mà. Anh cũng người lớn, tôi cũng người lớn mà. Đúng rồi. Chào đồng chí. Đẹp không? Tôi là ông trọng đối xử với anh. Đó, anh chụp tôi kìa, chụp đẹp không? Phone người tôi rất là đẹp. Body tôi rất là chuẩn. Đúng chưa? Đẹp chưa?
tại anh cứ chụp hình tôi hoài mà anh cứ ai chụp hình tôi hoài vi phạm đó, không nhận mình vi phạm. Tại nó cứ mấy hôm rồi tôi chờ này đã chờ đi, chưa chụp cái đẹp. Ok, được. Mình sai rồi, đừng có nói tượng mà chứ. À, quay rồi, tôi quay, tôi cho nó đẹp. Vi phạm là cái thằng mà không chấp nhận mình á. Vi phạm á. Có phải con người không? Thôi, giảng tôi. Không hay ho gì hết. Anh em không ai gì đâu tôi. Thì tôi không hay ho gì hết, cãi nó cổ anh về tối ngủ cũng mệt mà anh Thành về ngủ cũng mệt. Thôi, cũng mệt. Thôi, thôi, nghỉ. Tôi đi làm, là vậy thôi. Tôi đi làm à. Mà tôi đi chơi bữa cùng tôi cũng phải mất thời gian chạy qua đây. Anh rảnh mà. Tôi thì sung sướng từ hồi nhỏ giờ. Tôi đang anh rảnh đâu nói gì đâu. Tôi sung sướng từ nhỏ giờ. Sắm xe đi chơi đi dạo dạo thành phố thôi. Gia đình khác giả có quyền. Không muốn ở đây chơi thì chỗ khác chơi. Đâu đâu chạy về đi chơi vòng vòng cái dạo rỗng cái đường này chơi thôi chứ tôi đâu có làm. Khi có vi phạm mà mình không nhận. Bây giờ tôi hỏi anh từ nãy giờ anh cứ toàn nói người khác sai mà trong khi đó là anh. Tôi nói ai đâu? Tôi nói ai? Hôm nay rồi anh Toàn nói là người khác sai rồi. Tôi nói là có những người vi phạm giao thông đó, không nhận mình vi phạm. Thôi, nghĩ đi Thành. Đâu nói anh sai là này đó. Thôi đừng nói nữa, anh cũng đừng nói nữa, tôi khuyên anh thôi. Như anh này nè, anh gì anh bữa trước gặp anh có nói gì đâu. Yên tĩnh thôi, bỏ đi. Anh em nhìn cái được, anh Thành về tôi đi về thôi. Nhưng mà... tôi anh đừng nói câu đó, tôi đang nói anh Thành. Anh sau cái chuyện của tôi mà anh cứ cái rồi chi cho nó phải nặng nề với nhau. Bây giờ anh Thành về tôi đi về chứ tôi không muốn đứng đây nữa nó phiền phức. Sao đến giờ đang đánh chiếm mà. Đó, anh cứ cấy tại sao là anh không yêu mà. Đó tại bữa trước cũng ra gặp mình lần rồi. Đó là người đã xô đẩy tôi và một người nữa là đang bảo vai quốc tổ. Có đâu nói anh, chứ anh mâu thuẫn anh tính ông bà quá, anh thiệt quá anh tính nãy giờ anh em này có ai vậy? Đây là người từ nãy giờ xô đẩy và đuổi tôi. Và anh em ở đây là nói là kêu vào cái gì nhỉ? Ồ, tại sao là anh phải đi ra né để che cái hình ảnh của người khác làm gì? Tại sao anh? Tại sao anh phải việc gì anh phải làm thế? Ồ, mình nói chuyện gì nó chuẩn, nói người khác nghe. Sao lúc nào anh cứ toàn nói người khác sai không vậy? Phải vô lời đứng đầu, nhắc xe vô lời đứng, chứ không phải ngay chỗ đây, chỗ đường quay giao thông không nha. Thế thì đâu còn là sự công khai minh bạch nữa anh. Anh em người là... Giám sát là phải có sự công khai minh bạch chứ. Thì phải mới biết được người dân của các anh làm điều gì chứ. Dạ. Ok. Cái đó nuôi cũng khuya rồi, chẳng có làm được cái gì hết, đúng không? Thành cũng mệt, anh này cũng mệt. Thôi giải tán đi về là khỏe nhất. Đó được chưa? À thôi đi về thì đi về. Lên xe tôi chở về. Đó tôi lái xe ôm. Đó tôi cũng hơi chơi ngủ. Chơi đi đồ đấy đâu. Đúng đây chị. Không, tôi chỉ là thấy là mấy anh này nè. Ra đây đứng mà đừng nãy là tại sao mấy anh đứng ở dưới lòng lề đường mà các anh không hề nhắc nhở là mấy người đó đứng dưới lòng lề đường này. Ồ tại sao lại đó là trách nhiệm của các anh ấy. Các anh là điều tiết giao thông mà các anh lại nói tôi đứng đây rồi người ta đâu có một chỗ đứng nữa phải không, phải lấy cảnh xa. Các kiểu nào các anh nói không được, mình quay đủ rồi, quay vui thôi. Mấy anh không có việc gì không, em rảnh thiệt, em có cái không có việc làm bây giờ, em không tìm ra việc làm. Em có mua chiếc xe đó đi dạo dạo chơi nữa rồi đổ xăng đi chơi, em có việc làm ba nói thật đó. Chứ bây giờ em cũng có điều kiện sơ sơ thôi chứ không giàu có, nhưng mà đổ tiền mua chiếc xe đổ xăng đi chơi thôi, phải trả làm gì cho xã hội được cả. Em tức là tức như em là gia đình em, tại sao anh nghĩ là em không làm gì mà gia đình em làm sao lại không làm gì? Em có một cái phần là cùng tham gia với lại nhà nước là giám sát quyền công dân, là giám sát các anh làm đúng hay sai. Làm gì? Thì các anh đang mình cứ nói đơn thì họ hỏi thì mình nói thôi. Mày đi về đi. Trong kia người ta đang làm nhiệm vụ cùng luôn hết trơn. Thì việc nhà nước đây ra đây mới làm như vậy. Bố tao đây, mày làm chửi bố tao. Chó. Mày
nó chửi con chó mày đó, mày chửi bố tao gì trên mày. Chứ không đồ gì mày. Mày thưa à, thưa à, đấy các anh ở đây là đều là công an cả, nhưng mà các anh đang để cho một người khác chửi đó, đó thấy không? Đó, ok ok, không sao cả, không sao cả đó, ở đấy không sao cả, không sao, không sao, không sao. Ồ, thế bây giờ là các anh cứ thoải mái làm, cứ thoải mái. Tôi chỉ sợ các anh không dám đánh tôi thôi. Tôi chỉ sợ các anh không dám đánh tôi thôi. Ông già mới mới mày chửi ông. Thì ông là không đồ mày. À, à, ok, ok, một cái đấm, ok, không sao cả. Không sao, sao cả. Giờ anh mới đấm tôi một cái, ok, không sao cả. Các anh cứ thoải mái. À, rồi, ok, lại chửi, ok, không sao, cứ chửi thoải mái, cứ đánh thoải mái. Ờ, ừ. Như ông già mình ở nhà nhưng mình thấy ông chửi rồi. Rồi, là, rồi, ok. Anh muốn đánh đấm gì tôi, anh cứ thoải mái anh đánh. Đó. Thử thôi, mà em ờ, không sao cả. Ờ, bức xúc. Mày luôn ở nhà mày đâu biết luôn. Thôi rồi, tôi đâu có sợ đâu. Nói thẳng, tôi chả có gì mà phải sợ nhá. Nè. Với mày á, rồi. Một cái là cảnh sát mà thôi. Rồi, ok. Để tao giặt giò vô cho xe tải không? À, rồi, ok. Tôi không phải ra đâu cả. Nhưng tôi có chuyện gì ở đây, tất cả các anh phải chịu trách nhiệm. Và anh này tôi biết là cũng là công an. Tôi nói anh biết. Máy xe đi. Sợ hay không sợ, cái chuyện đó là cứ đợi có đơn để các biết. Anh thích tôi đưa anh về tận nhà tôi nói anh biết thế. Đây không phải là tiếp thị xưa đâu các bạn ạ, đây là cảnh sát hình sự. Và Thành đã có clip và trong đó là có đeo dây lưng công an. Và ở đây là những người chiến sĩ công an, cảnh sát giao thông này là không có trách nhiệm đối với công dân. Không phải đeo trên đường công an là công an. Ôi giời. Nên bản thân các anh không có trách nhiệm với công dân thì anh đừng có nói chuyện với tôi. Ô, tôi vẫn nói từ nãy giờ chứ. Tôi còn bảo là tôi mong anh đánh tôi đó. Tôi nói thẳng thế. Sao chả có gì tầm bậy cả. Còn lại. Alo. Phức tạp thì có gì đâu, phức tạp không giao đâu anh ơi. Dạ, 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 dạ. Đã. À, anh em ra giám sát là họ đuổi họ lên địt mẹ địt cha, họ đòi đánh thôi chứ có gì đâu. Ở trong video có, anh không cần đứng đó hỏi tôi. Anh kia đấm tôi một cái. À, ok. Tôi sai, tôi chịu trách nhiệm. Còn anh ở trong đây có hình ảnh hết. Còn anh vô thống mà khác với pháp luật. Rồi. Cứ nói to lên, nói to lên, nói to cho bà con nghe, nghe nè. Anh nói to lên cho bà con nghe. Mình không có nghe nữa, mày bị đuổi được. Anh nói to lên. Mình không nghe nữa, mày bị đuổi, mày đuổi. Ra lệnh cho mình nữa không? Không, cái này em không có ra lệnh, mà từ nãy giờ anh cứ nói bảo anh Thành bị đuổi. Ờ, em để lên cho anh nói chuyện luôn. Em di chuyển anh. Chơi, 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 chơi
Anh lại nè. Dạ. Anh lại á, kêu anh gọi, kêu anh gọi à, em á. Dạ. Ờ, anh thấy lại tim anh đưa ngủ rồi thằng tiện nè. Dạ, cảm ơn anh. Alo. Vâng. Mẹ mệt quá không có hỏi linh la linh tinh. Rồi, nhà đi quá mà chạy ra. Rồi. Nào chạy ra này. Hôm nay một mình nóng rồi. Rồi cảm ơn. Hôm nay một mình nóng mà tôi đang đi công việc mà tôi. Thì em ở nhà em chạy ra nè. Không biết tôi đâu ban ở đây không? Tôi quý mình tránh tôi ban mà anh, số cảm ơn anh. Số 110 á, 110 á. Thấy không? Dạ. Cảm ơn anh em đã ra hỗ trợ giúp đỡ. Đi anh gọi em nè. Dạ, nhưng mà lúc nãy nó hơi gài á. Ông Hải nó là gài tiếng gài từ đầu. Nó tiếng gài từ đầu. Nó gài xong là nó đẩy. Nhưng mà những cái hành động đó có tất cả trong video hết rồi. Là mình làm đơn nó thôi. Gọi em tối anh nhậu á. Anh nhả ra ngoài cho em đi với. Chiều rồi, hồi chiều mới chiều 5 giờ 6 giờ anh gọi em đó. À. Nhưng mà tại vì bình thường là nhiều cuộc gọi lắm em biết. Anh gọi sao cũng được á, anh chạy. Mấy hết tiền rồi sao? Có tiền không? Em gọi qua anh. Anh bấm xuống đọc số. 0936043210. Một bữa anh có nhắc em. Ủa hồi nãy có mình anh à? Có một mình thôi. Không phải đâu, tất cả nó là trong ngành hết đấy. Cặp mắt của em biết liền chứ. Mắt coi nhà mà tức mà chạy trong Google nó chỉ gì đâu mà chỉ. Sao lại không được, không phải. Không phải ai á. Ai gọi mà. Dạ, ai gọi anh á, nhưng không phải số của em. À, tức là lúc đấy có một mình em thôi. Gọi Văn Châu à, không được ta. Cái này ai gọi em. Văn Châu nhậu rồi, không phải em. Lô. Không, hồi nãy em nhậu rồi, em không nhớ ra. Em nhậu rồi mà em coi nhà. Em thấy điên quá. Không phải Phạm Văn Đồng ở trên ngã tư Bà Điểm á, giải tán hết rồi. Ôi đi chơi kìa, đang đi chơi chuẩn bị đi ngủ. Ngã tư Bà Điểm. Đâu có làm gì đâu. Nhưng mà một mình anh là chắc là hôm nay nó cũng không còn lái mình... nè. Hả? Hôm nào lại. Nói làm gì? Thôi, có đông bây giờ anh đã như lúc anh em ta đông mà. Anh em ta đông lắm. Rồi ok em. Alo. Rút hết rồi anh ạ. Dạ. Rút hết rồi anh ạ. Dạ rồi, ok em cảm ơn anh. Quay có mình nóng mà nó bay. Bởi vậy nó quay nó gạt chân đồ của tôi, nó gạt chân không sao mà. Nó không ngắm ngàn ngay mà nó chỉ đẩy thôi, nếu mà nó rớt là nó sẽ cướp điện thoại. Em thấy cứ mình anh nè, em thấy tức quá mà uống bia uống rượu rồi mình chạy ra để kỳ. Chạy lông nhau chạy ra. Alo. Em gọi gì đâu được đâu mà. Ai đấy?
Đâu, không, công an rút hết rồi. Còn đây là anh em biết. À không, có một số anh em đội nhóm ở đây rồi thì cũng không sao cả. Ừ. Ô, tình bị đi về rồi, tôi chỉ đang ngồi nghỉ bị đưa bạn gái về. Mở cái clip ra coi, tôi tạch bị cũng có. Ờ, ok. Ờ, ok, cảm ơn anh. Mình không biết có tình biết nào hướng nào. Ừ. Bật cái tin mình chạy, khoan tôi chạy, tôi đỏ luôn. Em chạy vòng vòng, chỉ không chạy vòng vòng, 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 không biết sợ bị ông đánh dài, ông tặng dài đủ hết rồi. Đâu? Đâu? Dạ. Nó nhà mà không hết chịu, nó chặn đường, nó hết hết trơn. Khi thôi chạy còn như phim phim. Quá chưa sợ là hả? Cái ông Mỹ đen á, cái ông Mỹ đen á, ông chơi á. Sợ ông Thành nè. Dạ, cảm ơn ạ. Anh Thành thấy anh trắng tới quá, sợ. Ủa, tôi rảnh mà, tôi rảnh mà đi tới đây vòng vòng đó, nhà tôi có điều kiện mà, tôi sắp xe tôi chơi. Yeah. Tức sợ là Mỹ không có đen, không gài thôi, không gài, không thành nữa nè. Nhà tôi có điều kiện tôi chơi cái gì vậy? Đó. Sợ là nhất là ông đen, ông Duy ấy. Dạ dạ. Hãy thành đó, ông già già đó. Ông đấy là, ông là tính nóng, ông ra là ông muốn đuổi mình đi thôi. Ông xô đẩy, nói chung là vừa sử dụng biện pháp vũ lực. Thì đó, để... em, ý là em ra là em chảy ông đen ra á. À, là sử dụng vũ lực để đẩy mình ra. Em gọi đâu thấy mà, số em bốc ai mà, đâu phải rồi. Chỗ em là đây nè. Đây anh bấm số của anh đi. Bấm số của anh gọi. Ở nhà nằm okay. Coi lại chim mà gần đây chạy ra coi. Cảm ơn em. Bấm bữa nào đây đây số đây ông ba số rồi bấm gọi đây chỗ này nè đây hiển đây à gọi á là chị Thành dạ, dạ. Anh Lợi phải không ừ. Dạ. Anh em chậm tắt hình đi dạ ừ. À, cảm ơn anh Lợi đã ra hỗ trợ cùng với Thành. Thành xin chào mọi người nhé. Và Thành thắt like ở đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và chia sẻ livestream của Thành. Cảm ơn tất cả mọi người.